thể gọi đại bàng. Dạo này chị có khỏe không? Công việc có đàng hoàng? Ngày vẫn đủ ba bữa chứ, thân hình có nhẹ nhàng. Em hỏi tâm tí thôi, lâu không gặp tự nhiên bị nhớ như là gọi ra. À này, em có chút việc nhỏ. Dạo này khó khăn quá nên là cần một ít tiền nhỏ. Mấy hôm nay đen quá, tự nhiên em bị đau mắt đỏ. Chị có thường mấy củ thì cho em mượn, sang tuần trả lại cho. Ừ nhất bạn rồi, mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Ừ nhất bạn rồi, mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Nhớ tầm hơn chục năm trước, chị em mình cũng gọi là thân. Chẳng có thiếu gì ngoài vật chất, chia sẻ nhau ở cả tinh thần. Em mà ho chị đi mua thuốc, em mà ngã chị chạy ra nâng. Thế mà em đâm chị một phút sau lưng, ô em nghĩ chị đần. Chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là củ su hào. Củ su hào bao nhất đông là em trôn xuống đất rồi bắt chị đào. Chị em mình là cái gì đây? Chị em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây to nhất miền Tây, em sang bên đấy chứ đừng ở đây. Chị ngã, em không nâng, em lén lút rồi chạy ra đâm. Chị ngã, em không nâng, em lén lút rồi chạy ra đâm. Em khôn mấy vẫn là em chị dại mấy vẫn là chị em. Nhưng mà khôn thế này thì phải công nhận là ư nhất bạn rồi. Mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Ư nhất bạn rồi. Mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Có đàng hoàng, ngày vẫn đủ ba bữa chứ, thân hình có nhẹ nhàng. Em hỏi tâm tí thôi, lâu không gặp tự nhiên bị nhớ như là gọi ra. À này, em có chút việc nhỏ. Dạo này khó khăn quá nên là cần một ít tiền nhỏ. Mấy hôm nay đen quá, tự nhiên em bị đau mắt đỏ. Chị có thường mấy củ thì cho em mượn, sang tuần trả lại cho. Ừ nhất bạn rồi, mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Ừ nhất bạn rồi. Mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Nhớ tầm hơn chục năm trước, chị em mình cũng gọi là thân. Chẳng có thiếu gì ngoài vật chất, chia sẻ nhau ở cả tinh thần. Em mà ho chị đi mua thuốc, em mà ngã chị chạy ra nâng. Thế mà em đâm chị một phút sau lưng, ô em nghĩ chị đần. Chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là củ su hào. Củ su hào bao nhất đông là em trôn xuống đất rồi bắt chị đào. Chị em mình là cái gì đây? Chị em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây to nhất miền Tây, em sang bên đấy chứ đừng ở đây. Chị ngã, em không nâng, em lén lút rồi chạy ra đâm. Chị ngã, em không nâng, em lén lút rồi chạy ra đâm. Em khôn mấy vẫn là em chị dại mấy vẫn là chị em. Nhưng mà khôn thế này thì phải công nhận là ư nhất bạn rồi. Mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời. Ư nhất bạn rồi. Mình công nhận là nhất bạn rồi. Cho huân chương lao động hạng nhất bạn rồi. Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời.